Dạ vâng, em lại xin được mến chào tất cả các bác đã trở lại với kênh YouTube của Chuju Audio Bắc Giang. Tiếp tục vẫn là những cái video xả hàng cuối năm để cho các bác chơi Tết luôn. Thì ngày hôm nay thì tiếp tục lên sóng cho các bác 3 bộ mic TB KT555 các bác nhá. Đây là những bộ mic BF-G11. Những bộ mic BF-G11 được công ty TB đặt. Thì hôm trước em có thanh lý một bộ mic KT555 hai la mã. Nó vẫn là BF-G11 nhưng mà đời hộp một hộp sóng các bác nhá. Ngày hôm nay thì các bác sẽ được thấy là BF-G11 với model là TB KT555. Đấy. Nhưng mà nó là model bản cao cấp hơn, nó là bản hai hộp sóng các bác nhá, và bên vỉ to hơn. Đấy, bên vỉ to hơn nhiều các bác nhá, bên vỉ rất là to. Đấy. Model này là đế 2021 các bác nhá, đế 2021 rất là cao, đời rất là cao. Đấy. Đời 2021 cho nên là giá thành thì cũng rất là cao. Với những bộ mic này thì các bác đang nhập trên thị trường hàng mới cứng, bây giờ đập hộp nó khoảng 9 triệu các bác nhá. 8 đến 9 triệu một bộ mic này. Và đặc biệt phiên bản này nó sử dụng tay đuôi chuột các bác nhá, tay đuôi chuột. Đấy. Màn hình thì luôn luôn là dòng TB hay là BF-G11 này là sử dụng màn hình quắc màu cam này, vàng cam này. Đấy. Và đối với dòng này thì các bác cũng biết rồi, đây là một dòng mic rất là cao cấp, chất lượng cao. Tính năng gia tốc, tự ngắt, tiết kiệm pin. Và nó thêm một tính năng cao cấp, đó là chống va đập các bác nhá, tính năng chống va đập. Chống va đập thì hôm trước ở trên cái bộ mic KT555 hai la mã thì em đã giới thiệu cho các bác rồi. Đó là khi các bác va đập mạnh thì nó sẽ ngắt tiếng này. Đấy, mà đặc biệt những cái tính năng này thì trên những dòng mic cao cấp như là NR này hay là Beyer thì đều không có. Đây là một tính năng rất là đặc biệt. Đây các bác này. Đó, mic vẫn đang hoạt động này, khi các bác gõ mạnh vào nó ngắt tiếng luôn này. Các bác nhả ra gõ nhẹ lại kêu này. Đấy. Gõ chỉ cần có lực khoảng, mình không thể tính được, nhưng mà lực không cần phải quá mạnh, chỉ cần hơi có lực là nó sẽ ngắt tiếng này. Các bác thấy không? Các bác chỉ gõ nhẹ kêu nhẹ này thì nó vẫn có tiếng bình thường nha các bác nhá. Các bác chỉ lấy dùng lực hơn một chút là các bác sẽ thấy là nó không ngắt tiếng này, không ra tiếng này. Đúng không? Đấy, đúng không các bác? Ví dụ các bác lấy một cái vật kim loại này, các bác gõ vào ấy, đấy, gõ nhẹ vào ấy thì nó cũng ngắt tiếng luôn. Đấy các bác thấy không? Các bác gõ nhẹ nó còn có tiếng này. Đấy, các bác để ý nhá. Đấy, các bác nghe nhá. Em tắt nhạc thì cho bác nghe rõ này. Đấy, các bác gõ nhẹ thì nó có tiếng này. Nhưng các bác gõ chỉ hơi dùng lực một tí là các bác sẽ không nghe tiếng nữa. Đấy, đúng không? Đấy, đó là kiểu cảm biến chống va đập. Mà khi mà anh em làm va chạm mạnh cái gì và phát là nó sẽ ngắt tiếng luôn. Còn va chạm nhẹ thì đương nhiên va chạm nhẹ thì không tránh được. Ví dụ như chúng ta cầm tay này nó gọi là những con va chạm nhẹ này thì nó đương nhiên là vẫn phải có tiếng thì chúng ta mới cầm biểu diễn hát mic được. Thế nhưng mà khi va chạm mạnh hoặc là có lực tác động của cái gì vào đó vào, không cần phải chuyển động các bác nhá. Như em đang để mic đây mà cái gì va chạm mạnh vào nó ngắt tiếng. Ví dụ như là vô tình cái gì nó đổ vào cái mic này thì đương nhiên cái mic này tự động ngắt tiếng luôn. Đấy các bác nha. Đấy. Các bác gõ mạnh phát là ngắt tiếng luôn. Đấy. Ngắt mạnh là ngắt tiếng các bác nhá. Đấy. Gõ nhẹ thì vẫn kêu bình thường này. Đấy. Gõ nhẹ kêu bình thường các bác nhá. Gõ mạnh phát ngắt tiếng này. Đấy. Đấy. Trong trường hợp mà khách các bác đi làm show sự kiện chẳng hạn, mà khách có đánh nhau thì nó chỉ kêu tiếng đầu tiên thôi, còn những tiếng sau là sẽ ngắt tiếng. Đấy em nói ví dụ thế thôi. Đó là cảm biến chống va đập các bác nhá. Và đây là một trong những tính năng mà gần như các mic bộ mic cao cấp khác nó cũng không có đâu. À, một trong những cái tính năng rất là hay của cái bộ mic BF-G11 này. Đấy. Đấy. Bộ mic này thì cho anh em làm sự kiện thì thật sự các bác là không có điểm gì để chê luôn. Tiếng rất hay, hát nhẹ mà đặc biệt tiếng rất là chắc, không bị bộ tiếng các bác nhá. Và những bộ mic này thì nó đắt tiền hơn cả những bộ mic Beyer các bác nhá. Bình thường thì những bộ mic này ngày bình thường em đang bán là 2,4 triệu, 2,5 triệu các bác nhá. Đấy, mà còn không có tặng pin sạc đâu. Đấy, các bác mà xem kênh của em thì cũng biết rồi, những dòng BF-G11 này không có rẻ đâu. Nhưng mà ngày hôm nay thì em chỉ có ba bộ này thôi. Và cái này thì em nói rõ các bác nhá, đây là đời 2021 các bác nhá. Tem của nó tem ở trên tay mic cũng có nhá, tháng 1 năm 2021 này. Đấy, trên đây của nó cũng là 2021 này. Đấy. Và đương nhiên thì cái này ấy, do quá trình bên kia họ sử dụng nó dùng pin sạc to cho nên là đa phần họ làm gãy mất một cái lưỡi pin này, có thể là do họ bẻ và cái nào cũng bị gãy mất một lưỡi pin này các bác nhá. Đấy, cái nào cũng bị gãy mất một cái lưỡi pin này. Đấy. Thì em cũng báo rõ tình trạng cho bác. Đấy. Nhưng mà giá thì bình thường các bác biết rồi, những cái bộ mic này toàn 2,5 triệu thôi. Nhưng ngày hôm nay chỉ có 3 bộ này thôi. Có 3 bộ thôi các bác nhá, 3 bộ. Và con này thì tiếng em bao hay, lát nữa em sẽ test thử tiếng cho các bác nghe thử. À, tiếng em bao hay, bao phê. Dòng BF-G11 này chưa làm anh em thất vọng bao giờ. Đó, thật sự các bác là tiếng rất hay và sóng của nó cực kỳ ổn định các bác nhá. Những dòng này nó là cao cấp hơn Beyer các bác nhá. Tiếng hay và sóng ổn định hơn. Đấy. Đấy là lời cam kết
vì em bán rất nhiều bay hư, mà đây là cam kết các bác nhá, mình dùng BF gym 1 này các bác biết rồi. Và đặc biệt các bác nhìn thấy là nó có một cái mặt rất là đẹp các bạn, rất là đẹp luôn. Mặt rất là đẹp, mặt màu ghi màu lông chuột này các bác, và nó làm phay nhôm liền khối luôn. Để các bác mà làm sự kiện hay các bác lắp phòng hát, các bác có thể bắn vào tay vào trên tủ máy là luôn, không cần phải lắp thêm cái tai bắt ngoài nữa. Và các bác khi các bác nhìn trên bộ dàn đây thì các bác biết rồi, bên này nó có một logo VTB phát sáng rất là đẹp, và bên này cũng đồng, nó rất là cân xứng với cái bộ dàn của các bác khi các bác đi làm sự kiện hay là các bác để gia đình trưng bày, nó rất là đẹp. Bộ này thì bao hay, hát nhẹ, dễ hát, nhưng mà tiếng cực kỳ chắc, hát cao không vỡ tiếng các bác nhá, và sóng cực kỳ là khỏe luôn ạ. Sóng cực kỳ là khỏe luôn ạ. Ok chưa bác? Các bác làm sự kiện rất thoải mái các bác nhá, làm sự kiện bao cho anh em test sóng thoải mái, ok chưa? Đấy. Và tiếng của nó cực kỳ hay luôn. Gia tốc tự ngắt đầy đủ các bác nhá. Đấy. Tính năng tự ngắt gia tốc đầy đủ là đương nhiên rồi với cái dòng này. Và với những dòng này thì các bác biết rồi là nó sẽ có cả tắt bật hai cấp độ các bác nhá. Ví dụ các bác chỉ bật mỗi tự ngắt, và các bác bật thêm cấp độ thứ hai đó là cấp độ gia tốc. Em cũng làm ví dụ cho các bác luôn này. Ở trên này các bác tắt nguồn đi nhá. Đấy, cái này nó tắt nó bật nó khác nhá. Và sau đó khi nó tắt nguồn rồi các bác nhả tay ra. Các bác nhấn lại này, nhấn vào giữ luôn này. Đấy, kệ nó hiện cái gì kệ nó, nhấn vào giữ luôn. Cho bao giờ nó hiện chữ P1, P2 hoặc off thì các bác lưu ý nhá. Chữ off là chữ tắt toàn bộ tự ngắt gia tốc. Chữ P1 là chỉ bật tự ngắt, và chữ P2 này, mới có cả tự ngắt cả gia tốc này. Chữ off này tắt toàn bộ này. Một này chỉ có tự ngắt thôi. Đấy. Thì em sẽ để ở chữ phần P2 này. Và nếu cái nào mà em có quên ấy, thì các bác về các bác kiểm tra thì các bác có thể bật lên P2 nhá. P2 là bật toàn bộ các tính năng cảm biến của nó, cảm biến chống va đập, cảm biến gia tốc và cảm biến tự ngắt, bật toàn bộ các bác nhá. Đấy. Ập thì là tắt toàn bộ đi. Đấy. Và sau đây em sẽ alo thử tiếng mic để cho các bác có thể trải nghiệm luôn cái chất âm của nó, con này tiếng dày, bay và rất là sáng. D 1 2 4 5 6 7 D 1 2 4 5 6 7 8 9 10 D 1 2 3 4 5 6 7 D. Các bác nghe tiếng của nó cực kỳ là chắc luôn ạ. Các bác lưu ý là cái phần volume của con này thì nó lên đến tận 49 các bác nhá. Và các bác có thể để bao nhiêu tùy ý. Đấy, volume của những dòng mic bay thì nó chỉ lên đến 31 thôi, nhưng mà của dòng này nó lên đến 49 các bác nhá. Đấy, các bác nhấn này. Hai cái này là hai cái volume này, tăng giảm volume này, tăng giảm volume này. Đấy, cái này nó lên đến 49 các bác nhá, chứ nó không phải là 31 như của Bayer đâu. Đấy, thì thông thường em sẽ để khoảng 41 tầm đấy. Đấy, thì các bác có thể để làm sao mà nó hợp lý với bộ dàn của các bác thôi. Đấy, không thông thường thì cứ để tầm 40-41, còn lại các bác xử lý trên con vang rất là hay. Đấy, thì tình trạng em báo rõ rồi, và em sẽ xả giá cho các bác. Giá bộ này ngày hôm nay em bán chỉ có 2 triệu thôi các bác nhá. 2 triệu một bộ, bao ship toàn quốc và vẫn tặng một bộ pin sạc các bác nhá. Các bác lưu ý đây là dòng mic cao cấp nhá. Bình thường thì các bác cũng biết rồi, bình thường những bộ mic này em toàn bán 2 triệu rưỡi thôi. Ngày hôm nay chỉ có 3 bộ thôi, và cũng là những ngày cuối cùng để có thể gửi hàng được. Đấy, ngày mai và ngày kia là những ngày cuối cùng em có thể gửi được những hàng nhẹ này các bác nhá. Đấy, thì các bác nào mua thì các bác nhanh tay để chơi Tết. Những cái bộ này thì không hay không lấy tiền. Các bác cứ về test ok thoải mái các bác nhá. Và đương nhiên thì các bác cũng lưu ý này, những ngày giáp Tết này rồi, bác nào mua hàng thì cọc cho em 100-200 nghìn các bác nhá. Cọc cho em ít nhất là 100 nghìn một bộ mic này. Còn em nói luôn là những ngày giáp Tết cuối năm này rồi, tránh trường hợp để hoàn hàng thì, và các bác lưu ý này, các bác cứ nhận hàng test kiểm tra đúng như em quảng cáo thì các bác nhận, không em gửi lại tiền cọc. Đấy. Tránh cái trường hợp là để bị em bị bom hàng những ngày cuối năm này rồi thì em sẽ yêu cầu các bác là cọc. Các bác nào mua thì cọc, tất cả những dòng này là em đã thanh lý xả để lấy vốn rồi. Đấy. Các bác lưu ý đây thì những cái bộ mic này, còn ngoài ra ra Tết thì sẽ không còn cái giá 2 triệu nữa các bác nhá. Ra Tết thì em sẽ giao cho anh em thợ cũng không có giá 2 triệu. Đấy, các bác lưu ý nhá. Đấy, bình thường các bác mua những bộ mic này không bao giờ dưới 2,5 triệu. Anh em làm sự kiện thì các bác biết rồi, dòng mic BFG11 tiếng của nó quá là hay luôn, đẳng cấp luôn, hát rất là sướng luôn. Đấy. Thì bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp vào số điện thoại em là 0378 030 730 các bác nhá. Rồi, video của em cũng xin phép tạm dừng ngày hôm nay thì chỉ có 3 bộ thôi. Các bác nào liên hệ được chốt trong ngày nay ngày mai thì em sẽ gửi ship code toàn quốc cho các bác. Thế còn từ ngày kia trở đi, tức là từ ngày kia trở đi thì có thể là chỉ nhận miền Trung, miền Bắc thôi. Còn miền Nam là ngày 23 em sẽ dừng không nhận nữa. Em chỉ nhận hết ngày 22 thôi. Đấy, miền Nam em sẽ nhận hết ngày 22 thôi. Tất cả những cái đơn này. Đấy. Còn lại bác nào mà ở miền Nam mà xem được muộn thì các bác có thể chốt cọc ra riêng lấy. Đấy. Đương nhiên là cọc giữ hàng thì các bác phải cọc ít nhất là 300 nghìn trở lên em mới giữ hàng. Đấy. Còn lại thì em ưu tiên là bán trong năm. Các bác miền Bắc có thể gửi xe các kiểu này, em vẫn hỗ trợ ship xe cho tất cả các bác nhé. Rồi. Xin cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi video. Xin hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. Xin lỗi các bác, xin kéo dài thêm một chút nữa là tất cả hàng này, sản phẩm em vẫn bán ra là bảo hành 3 tháng các bác nhé. Tặng đầy đủ phụ kiện như này và tặng pin sạc các bác nhé. Mỗi một bác được tặng mỗi một bộ mic, em sẽ tặng một bộ pin sạc này. Đấy, mỗi một bộ mic này em sẽ tặng một bộ pin sạc này các bác nhé. Những bộ pin sạc này em nói rõ cho các bác này, em tặng không lấy tiền,
và em không tính tiền. Bán mặc dù là xả lỗ em vẫn tặng bên sạc. Các bác lưu ý, kể cả những bộ hôm qua em bán một mic Bayer 1.350.000 em vẫn tặng bên sạc các bác nhá. Đây là cái chương trình tri ân cho tất cả các bác, chứ không phải là cái mic này em ép các bác phải lấy để tính tiền vào đây nhá. Em không lợi lãi một chút nào cái bộ pin sạc này, thậm chí là em đã tặng, em đã khuyến mại cho các bác những bộ pin sạc này. Đấy là chương trình tri ân. Và ra riêng thì các bác sẽ thấy là em không còn chương trình tri ân pin sạc này nữa. Các bác lưu ý, đây là những chương trình tri ân cuối năm để tăng cái tương tác của kênh của em thôi. Em một số bác này cứ hỏi là bớt pin sạc thì bớt bao nhiêu tiền, em nói rõ là bớt pin sạc em vẫn tính tiền bằng gần đấy. Bởi vì sao? Những cái này em đã nói là chương trình tri ân em khuyến mại rồi thì nó không có giá trị về vật chất nữa rồi. Đấy, không có giá trị về đồng tiền nữa rồi. Mà đây là nó giá trị về tinh thần. Em tặng, em khuyến mại các bác rồi. Các bác cả bảo là nhà anh thừa pin sạc anh vứt đi. Ok, vứt đi. Em vẫn tính tiền bộ mic này là 2 triệu. Ok các bác nhá. Đấy, tất cả những bộ pin sạc này là em làm chương trình tặng cho các bác, không tính tiền trong bộ mic này. Mà bác nào không lấy pin sạc thì giá trị của bộ mic vẫn là như vậy. Em giữ nguyên giá trị bộ mic như vậy. Thậm chí là những bộ mic em xả lỗ vốn em vẫn tặng kèm pin sạc. Có nghĩa là em không tính cái bộ pin sạc nữa. Pin sạc em nhập về để tặng, để khuyến mại các bác rồi. Là em không tính đến cái bộ pin sạc nữa. Một bộ mic Bayer 790 em lỗ một nửa tiền rồi. 1.350.000 em vẫn tặng pin sạc thì các bác biết rồi là em đã xác định mua pin sạc về để tặng, để em tặng các bác. Nên các bác nếu mà các bác nào bảo là thôi nhà anh nhiều là pin sạc lắm rồi anh không lấy nữa thì thôi để cho bác khác, ok. Chứ còn các bác đừng bảo là các bác đừng mặc cả là bớt pin sạc thì bớt bao tiền, em không bớt được nghìn nào nữa. Bởi vì đây là những cái giá mà em đã đưa ra các bác là giá thanh lý rồi các bác nhé. Rồi ok, xin cảm ơn các bác đã lắng nghe và quan tâm theo dõi video của em. Các bác nào mua được một trong ba bộ mic này hoặc giá cả ba bộ thì vẫn là 2 triệu các bác nhé. Đấy, bác thợ nào bốc cả ba bộ thì vẫn là 2 triệu bao ship tặng pin sạc. Đấy, đấy là quan điểm của em bán hàng rất rõ ràng. Với những bộ này em đoán giá xả lấy vốn về để lấy tiền tiêu tết rồi. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau ạ.